Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại tiếp tục đi giao lưu cùng với lại nghệ nhân Hùng Nông Dân. Em chào anh. Xin chào nhà Yêu Cây và chú Thọ. Trước quý vị khán giả. Trước ống kính của chúng ta là một cây dưới. Một phôi dưới rất là đẹp. Và hôm nay ngoài trời này quý vị này, trời đang mưa rất là to nhưng anh em vẫn là Yêu Cây vẫn đến với nhau. Chúng ta chào anh chủ nhỉ. Anh ạ, em chào anh. Dạ vâng, xin chào khán giả. Anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Vân, mình cũng rất là Yêu Cây và mình là bạn thân của ông Hùng Nông Dân, nghệ nhân. À vâng. Và đây là chính là cái phôi này, là cái phôi mà anh Hùng Nông Dân đã biếu tặng cho mình. À vâng. Hôm nay này là anh Hùng Nông Dân là xử lý họ. Khi mà nhìn thấy cái cây này, em và hai qua tiếp xúc với anh Vân, qua tìm hiểu về anh Vân là một thầy giáo, em nghĩ là anh Hùng nên tạo tác cho kỷ niệm cho anh Vân một tác phẩm trực văn nhân. Đấy. Một người thầy với tấm lòng rất là ngay thẳng, là một văn nhân, một người có chữ. Phải anh? Dạ vâng. Đấy, anh theo anh là anh có thích thế đấy không? Cực kỳ tuyệt vời. Đó thế là cái thế mà nó sẽ mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Vâng, thế văn nhân. Anh Hùng ơi, như bây giờ cây này thì mình sẽ định hướng tạo tác nào anh? Theo cái ý tưởng trở thành một cây văn nhân thì cây này ngọn thì anh sẽ kết thúc ở khu vực này thôi. Nhưng mà anh ơi, cây ngọn có vẻ là nó phát triển nhanh hơn các cái. Thì đúng rồi, nên là bảo góp hơn là các ngọn lên trục hộ. Nhưng mà thầy Yêu Cây mà thầy để cây như này là của thầy cũng mới không? Thầy chỉ hơi nhiều. Thôi đúng không? Thôi được, tấm lòng Yêu Cây là được rồi. Ôi được rồi đây, dạ. Cây này cũng cắt tạo rồi, xong có để ra riêng một kiếm với chỗ khác. Cắt luôn là còn cắt luôn nên tạo không? Không biết là trong sau đó là mình sẽ thay chỗ khác sau. Cái ngọn này là anh sẽ khống chế đến đây đúng không? Hay là cho thấp hơn nữa anh? Cái ngọn thì cắt chuyển đây luôn em. Cắt chuyển đây là xong ngọn luôn. À đây. Kết thúc ngọn ở đây. Đấy. Hiện tại là ngoài trời đang mưa và ở trong này đang rất là tối quý vị ạ. Em sẽ cố gắng truyền tải đến quý vị và các bạn. Đấy, ăn hết anh ơi, thế còn cái tay rơi mình định hướng chỗ nào nhỉ? Tay rơi mình định lấy cái này luôn. Cái ngọn rỗng lên này á? Đây, cái này. À, bây giờ anh bẻ xuống à? Ừ, bẻ xuống hoặc bẻ cái này ra. Có dữ liệu từ ngày xưa rồi mà. Theo em là có cái nét bẻ ra đẹp hơn ý. Đúng rồi. Trong còn cái ngọn rỗng lên thì cắt đi nhanh hơn. Đây, xem này. Đấy. Đấy. Mưa quá. Đây, các bạn thấy áo của anh Hùng này ướt hết rồi. Một khi đã Yêu Cây thì nó cũng được. Thế anh ơi, thế đây là một con tử đúng không? Đúng rồi, tử treo. Tước quá bác ấy làm chết mất con này. À, không may mình này nuôi lên thôi. Thì tử nó cũng to đấy. Bên này cũng có một tủ treo đúng không? Ừ. Không, cái gì tính là tay được rồi chứ. Tay à? Tay một. Và quá nhỉ. Chết hết. Quá phi rồi. Đấy. Có sống. À, không phải sống. Cái gì nữa. Cái dáng cây trực văn nhân này là... Dạ. Anh em làm này. Làm thầy giáo là rất là thích. Anh bỏ cả cái ngọn đấy à? Bỏ luôn, nó chết hết rồi này. Sợ tử nó bay hơi xa nhỉ? Rồi được, không sao cả. Thì bây giờ khắc phục theo chiều hướng của cây thôi. À. Đúng không? Anh ơi, đây là cây khai thác đúng không? Đúng rồi, cây khai thác. Đây là một cây dưới khai thác. Anh tặng anh Vân cây này lâu chưa? Hơn năm. À, giới thiệu quý vị và các bạn, đây là cây của nghệ nhân Hùng Nông Dân tặng thầy giáo Vân.
anh ơi, ruối ruối mà khai thác nó dễ sống anh. Cây này thì anh thấy dòng ruối là rất dễ sống, anh trồng cành thì nhưng mà đừng nói đến nghệ nhân gì. Nhưng mà sao em thấy nhiều người bảo là ruối khai thác khó sống lắm. Dễ sống lắm rồi. Thế khi mà khai thác về mình xử lý nào nhỉ? Anh chia sẻ cho anh em cái. Để cho nó khô nhựa đi, xong là ngâm thuốc kích thích, xong là ủ cát với sơ dừa là sống. À, tức là khi đánh về là mình không trồng luôn đúng không? Đúng rồi, mình để đấy. Vào chỗ khô thoáng. Đúng rồi, cho nó xe. Khô thoáng để cho nó các cái tổn thương của nó xe. Đúng rồi. Xe khít lại đúng không? Xong rồi anh em mình ngâm nước đi. Dạ. Ngâm nước xong bắt đầu là ngâm thuốc. Xong rồi ngâm nước hay là ngâm thuốc? Ngâm nước thuốc đấy. Vâng. Tức là có cái loại thuốc cây dễ đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi mình pha ra nước xong mình ngâm vào đấy. Sau đó là mình vào cát và sơ dừa anh. Sơ dừa. Cắt sạch và sơ cát dừa nhé quý vị nhé. Càng tốt càng đẹp. Đấy là một cái tại sao lại phải ngâm cát rồi, vì cát ở dưới sông thì nó chưa bị ô nhiễm. Vâng. Sạch. Vâng. Thì ra là thế. Thế à, mọi lần em rất là sợ các cái dòng ruối khai thác về dâm nó hay chết. Đúng rồi. Anh cắt kẻ sống. Nhưng mà nói chung nó bình thường, nhưng anh em mình trồng lại chết. À, vâng đúng rồi. Do các bác người, các bác chả chịu để ý. Không phải. Đúng. Vấn đề là rồi, cái kỹ thuật. Họ không bao giờ uống được cái này vẫn phải để, tại vì bác ấy để lằn rơi quá, có lằn rơi. Sợ nó gãy đúng không? Bây giờ thà rằng mình cứ uống cái này đi chuyển thôi thì được. Thế bây giờ uống sau mình cắt chuyển sau. Bây giờ cái kỹ thuật uống thế nào anh? Đấy, vít nó xuống thôi. À cứ vít xuống thôi. Vít xuống thôi, sau thì mình lại cắt chuyển. Để hẳn hết cả rơi. Để chúng ta xem anh Hùng sẽ vít cái cành ảnh như nào để nó rơi được xuống. Tức là vít để lấy cái cung thôi đúng không? Đúng. Sau này có cái cành nó lao xuống thì mình chọn cái cành đấy đúng không? Đấy, sau một vài nhát cắt chuyển anh Vân nhỉ, một cây đang rất là tùm vài một vài vào nhát tay nghệ nhân cái là trở nên nó mất nhiều ngay. Dạ, đúng rồi, thật vời. Em thì thấy anh Hùng làm rất nhiều cái dòng cây, đặc biệt là cái hiểu biết về các cái đặc tính của nó ấy, là rất là sâu. Anh Hùng nghiên cứu cây lâu chưa anh? Anh thì chính là anh chơi cây thì anh chơi từ năm 90 thì lúc đó đi 30 năm rồi. Nhưng mà hành nghề cây để kiếm tiền thì mới từ năm 2005-2006 thôi. 2005-2006 bắt đầu đi hành nghề đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế là đến nay là được 14-15 năm rồi. Hành nghề trong làng cây. Các bạn anh em ở trên Ba Vì này đều anh Hùng làm cho rất nhiều vườn trên Ba Vì này. Quan trọng nhân là thế. Riêng một góc trời. Đấy, anh thấy rơi xuống đẹp không? Yeah. Đấy, bây giờ cứ nuôi to nó đã ok mà. Anh buộc hờ hờ nó nhá, đừng buộc nằn nhá. Định vị buộc gọi là cho nó đập lên. Đấy, chúng ta sẽ xem đến sau khi anh Hùng kết thúc cây này thì hình dáng nó thay đổi như thế nào. Cái ngọn này vảnh lên tí đúng không? Không, để cho nó lớn. À, cho nó lớn á? Cho nó có độ phát triển đấy. Bao giờ to cái này thì mình cắt xong. Vâng. Hôm nay mình mới định hướng một tay này thôi. Còn trên cái phần ngọn khả năng vẫn phải khống chế để cho nó cái tay này nó đuổi kịp. Đúng rồi. Đó, cao làm gì đấy chả biết đâu. Chắc có định cho ruối cho đấy đi. Cái cổ ngọn này đúng ra lúc mình chọn là rất rất tương đối ổn. Vâng. Các không nuôi được theo ý đồ của mình. Hả? Nét này đủ cái là nó đạt ngay. Vâng. Cắt ra tay bông gần như của tay bông. Mới gần một năm trời anh nhỉ? Lắc này. Một năm đấy. Vâng. Hơi một năm tí rồi. Ở được anh lấy thành viên vừa rồi mà.
Đây thử xem đây cái cổ ngọn hình như trên mặt chính bên này à? Ừ nhỉ. Có tưới nó vào để chết hết tay chẳng. Tưới liên tục thì cục nó đứt luôn. Cái này anh nuôi là để cho nó liền sẹo hay là sau này lấy cả tay mình luôn? Lấy cái bông tô ở đây. À, bông tô đây. Một cái bông tô điểm thêm. Đấy, như vậy thôi. Bác huy xuống hết lá của nó rồi. Rồi. Thầy giúp anh lấy cái tay này. Lấy tay này cắt chuyển đây rồi này. Vâng. Thì đưa xuống nhưng mà bây giờ nó lằn quá. Giờ lằn lại phải võ. Nó lằn mình vặn ra mình sợ nó gãy mất. Những cái mà anh Vân ạ, cái mà anh Hùng anh cuốn mà đến lúc nó cảm giác nó bắt đầu hơi lằn ấy, bắt đầu phải tháo ra hết. Rồi. Mình là nghệ nhân người ta không thường xuyên lên được, nhưng mình nhìn cây thường xuyên. Thấy tức là lằn cái là cái khung nó giữ được rồi. Rồi mình tháo ra. Dạ vâng. Không để thắt thế là nó quan trọng là đại ca này bận lắm, lại nhiều việc, nhiều học trò lắm. Có một tình trạng mình vẫn chơi cây cho nó thư thái nhá. Mặc dù công việc bận đúng không? Vâng. Ra tháo một tí. Thư thái. Người càng bận thì càng phải chơi cây anh Hùng nhá. Được rồi, để sợ chết. Không phải, tức là chơi cây dưỡng thần mà. Ừ. Thần thái. Nên là cái cảm xúc nó cũng thay đổi khi mình gần cây. Quan trọng là trước hết chúng ta càng nắm cây thoải mái. Quan trọng cây đẹp cây xấu thì mình tính sau. Nhưng mà quan trọng là mình cứ yêu cây đã. Mình cứ làm mãi là cây cũng đẹp. Để nguyên lợn nguội. Vâng, nguyên cũng cắt cái nào. Cái này chắc là giữ hết đấy đúng không? Không, cắt hết đây. Dọn hết. Ok. Thời gian tương đối dài rồi. Và những cái kiến thức kinh nghiệm mà anh Hùng Nông Dân chia sẻ video này em thấy là rất là ý nghĩa với anh em mình mới chơi cây, có thể học hỏi anh Nông Dân. À, chút nữa anh Hùng xong thì em sẽ xin phép chụp lại kiểu ảnh làm kỷ niệm cái cây và truyền tải tới quý vị và các bạn ở phong hình hình thu nhỏ của video này. Em xin cảm ơn ba anh nhá. Vâng, xin chào quý vị khán giả vào nhà vui cây. À, hôm nay này quên anh để mình nhà Huy. Anh tên là gì ạ? Mình nhà Huy. Anh nhà Huy ạ? Vâng. Anh Huy ở đâu nhỉ? Tôi cũng ở gần nhà nghệ sĩ Hùng Nông Dân. Nghệ sĩ Hùng Nông Dân ạ? Dạ vâng. Em cảm ơn anh Huy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.